đó lẽ ra phải là chuyến giao hàng cuối cùng trong đêm của tôi. Tôi đang làm việc tại một tiệm pizza có tên Leonardo và Frank, ông chủ của tôi, đang trực ca đêm cùng tôi. Anh ấy chọn các đơn hàng và chia cho tôi một vài chiếc pizza cùng với mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của khách hàng. Lúc đó là năm 2009, tôi chỉ có một chiếc điện thoại nắp gập, không có GPS và phải sử dụng bản đồ giấy để tìm đường. Con đường cuối cùng tôi giao hàng nằm dọc theo đường Willows, một con đường ở một thị trấn nhỏ, nơi hầu như chỉ có cánh đồng, rừng và thiếu đèn đường. Tôi phải dừng xe vài lần, bật đèn trong xe để kiểm tra bản đồ. Sau một hồi xoay sở, tôi quyết định gọi vào số trên giấy. Điện thoại reo rất lâu, phải đến lần đổ chuông thứ 10 mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng trầm nhưng nhẹ nhàng. Tôi giải thích rằng mình là nhân viên giao pizza và gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ. Anh ta mô tả khung cảnh xung quanh để giúp tôi tìm đến, và cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Tôi rẽ vào con đường đất hẹp và lái xe chậm rãi. Sau khoảng 30 giây, tôi thấy một ngôi nhà nhỏ với ánh sáng màu cam mờ hắt ra từ cửa sổ. Tôi đổ xe bên cạnh một chiếc xe bán tải lớn, chộp lấy những chiếc pizza và tiến đến cửa. Tôi gõ cửa, nghe thấy tiếng nhạc bị bóp nghẹt từ bên trong và bước chân tiến đến gần. Khoảng 10 giây sau, cánh cửa mở hé và tôi chỉ nhìn thấy một phần tư khuôn mặt của người đứng bên trong. Hơi lúng túng, tôi nói, anh đặt pizza đúng không? Người đàn ông trả lời, ồ vâng, pizza, và sau đó im lặng một chút. Cuối cùng, tôi hỏi, anh có mang tiền mặt không? Anh ta đáp, ừ, để tôi đi lấy, rồi quay vào trong. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đi vào một căn phòng khác. Khi tôi bước vào căn nhà, không khí xung quanh liền thay đổi. Có một bản nhạc cực kỳ cổ từ những năm 1930 phát ra. Nó khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn và kỳ quái. Cánh cửa dần dần mở ra, hé lộ căn phòng tối om bên trong, trông như đã bị lãng quên từ lâu. Nội thất trong phòng đều cổ kỹ. Sàn nhà có những tấm kim loại che phủ những chỗ lỗ và chiếc ghế dài trông như thuộc về một thế kỷ khác. Bên góc phòng, một chiếc máy hát cổ với cái loa hình sừng đang phát nhạc làm không gian càng thêm kỳ dị. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì mùi hôi tanh thoang thoảng trong không khí như mùi của thứ gì đó đã chết. Tôi đứng đợi người đàn ông quay lại với tiền, nhưng thời gian cứ trôi mà không thấy ông ta đâu. Đứng đó quá lâu làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi gõ cửa lần nữa và gọi, ông ơi. Giọng nói từ phòng bên vọng ra, ông ta đáp, vào bếp giúp tôi với. Tôi nhớ sếp và đồng nghiệp từng cảnh báo không nên vào nhà của khách hàng nếu không cần thiết, đặc biệt là trong những tình huống đáng ngờ như thế này. Nhưng tôi vẫn trả lời, ông có thể lặp lại không? Giọng ông ta khăng khăng, vào bếp đi, làm ơn. Tôi quyết định bước vào nhà, lòng đầy e ngại. Cảm giác như sàn nhà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào vì nơi này cũ nát đến mức khó tin. Khi đến bếp, tôi nhìn thấy ông ta đứng ở cuối hành lang, nhún nhảy theo cách cực kỳ quái dị. Ông ta như đang cảm nhận từng chuyển động của cơ thể mình, nhưng nó không giống kiểu tự tin, trông nó như một điệu nhảy đầy biến thái. Ở hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ bật cười, nhưng ở đây thì không. Nơi này có gì đó cực kỳ không ổn. Bản năng của tôi mách bảo rằng tôi không nên ở lại. Tôi hỏi lại lần nữa về tiền, nhưng thay vì trả lời, ông ta lại bật ra một tiếng cười khúc khích, nhẹ nhưng the thé và đầy u ám. Sau đó, ông ta cất tiếng gọi ai đó tên là Randall, giọng to và đầy mệnh lệnh, hoàn toàn khác hẳn giọng nói trầm đều đều trước đó. Tôi đã chịu đựng hết nổi. Tôi quyết định quay trở lại cửa trước và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Khi lướt ngang hành lang để ra ngoài, tôi liếc nhìn lại và thấy ông ta đứng im, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chạy ra ngoài, đóng cửa lại và lao về phía xe, vẫn còn ôm mấy hộp pizza. Ném chúng vào ghế hành khách, tôi nhanh chóng lùi xe để thoát khỏi đây. Khi quay đầu lại nhìn ngôi nhà, cánh cửa đã mở toang và trong đầu tôi chỉ vang lên suy nghĩ, có lẽ một trong số họ đã ra ngoài, có thể đang tiến đến xe của tôi. Tôi phóng xe xuống con đường đất và nhanh chóng trở về tiệm pizza. Tôi gọi cho Frank, sếp của tôi, để báo lại mọi chuyện. Anh ấy không giận, chỉ thấy khó tin. Khi trở lại tiệm, tôi kể cho các đồng nghiệp nghe và có thể, với họ, đây là một tình huống buồn cười. Nhưng đối với tôi, mọi thứ ở đó đều cực kỳ bất thường. Kể từ hôm đó, tôi luôn mơ thấy khuôn mặt của ông ta lén lút xuất hiện từ phía sau bức tường và tôi không bao giờ dám bước vào nhà ai khi giao hàng nữa. Hiện tại, tôi 20 tuổi, nhưng khi câu chuyện này diễn ra,
tôi mới 19 tuổi và đang sống ở Newark, Delaware, một thị trấn thường yên tĩnh, nhỏ bé nhưng lại trở nên sôi động khi mùa đại học diễn ra vào mùa thu và mùa xuân. Newark là nơi có Đại học Delaware, một trường nổi tiếng không chỉ vì uy tín mà còn vì cuộc sống tiệc tùng náo nhiệt. Khi sinh viên đổ về, mọi thứ trở nên rộn ràng hơn rất nhiều. Lúc đó, tôi làm công việc giao hàng bằng xe đạp cho cửa hàng Jimmy Joe. Sự việc diễn ra vào một đêm thứ ba hoặc thứ tư vào cuối tháng tư hay đầu tháng năm, tôi không nhớ chính xác, trong ca làm việc từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng. Jimmy Joe mở cửa đến 2 giờ sáng các ngày trong tuần và 3 giờ vào cuối tuần, nên chúng tôi là một trong số ít nơi còn mở cửa ngoài các quán bar. Điều này dẫn đến nhiều đơn hàng từ sinh viên say rượu vào cuối đêm, tạo ra một lượng công việc bận rộn nhưng kèm theo tiền tips kha khá. Đêm đó là ca làm cuối của tôi, và khi gần kết thúc, tôi nhận được một đơn hàng nữa dù chỉ còn khoảng 10 phút đến giờ đóng cửa. Dù không thoải mái vì muốn về sớm, tôi vẫn nhận đơn và lên đường ngay. Với chiếc xe đạp, tôi biết mọi ngõ ngách trong thị trấn nên có thể giao hàng nhanh hơn cả xe máy. Tôi đạp xe hết tốc lực và chỉ mất khoảng 10 phút để đến địa chỉ. Khi đến nơi, tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tôi gõ lần nữa, lần này mạnh hơn nhưng vẫn im lặng. Điều này làm tôi bực mình vì nếu không ai mở cửa, tôi sẽ phải quay lại cửa hàng, tốn thời gian vô ích. Tôi quyết định gọi vào số điện thoại trên hóa đơn, nhưng không có ai trả lời. Trong lúc chuẩn bị gọi về cửa hàng, tôi nghe tiếng xào xạc từ phía bụi cây bên kia đường. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là gió, nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy một bóng đen cúi mình sau bụi cây, nhìn chằm chằm vào tôi. Mặc dù không thể thấy rõ mặt, nhưng tôi chắc chắn đó là một người đàn ông. Tim tôi đập mạnh, nhưng tôi cố giả vờ không chú ý đến anh ta, tiếp tục gõ cửa với hy vọng có ai đó trả lời. Cuối cùng, một người đàn ông loạn choạng từ trong nhà bước ra, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi. Tôi giải thích rằng tôi đến để giao hàng, và anh ta bảo có lẽ đó là của bạn cùng phòng ăn. Anh ta nói rằng người đặt món đang ở trên lầu, có vẻ say xỉn. Anh chàng đó lên lầu để kiểm tra, và khi anh ta khuất dạng, tôi lại nghe tiếng xào xạc từ phía bụi cây. Quay lại nhìn, tôi thấy người đàn ông kia đã nhích gần hơn, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Nỗi sợ trào lên trong lòng, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc vào nhà để tránh xa người lạ. Nhưng tôi lại sợ rằng anh ta có thể sẽ lấy trộm xe đạp của tôi, khiến tôi mất phương tiện để tiếp tục làm việc. Thêm vào đó, tôi không biết liệu anh ta có vũ khí hay không, và liệu việc vào trong có làm tăng nguy cơ cho cả tôi và người khách đang lên lầu hay không. May mắn là anh chàng chỉ mất khoảng 1 phút trên lầu, sau đó quay lại và nói rằng cửa phòng của bạn cùng phòng anh ấy đã bị khóa và anh ta không trả lời khi anh ấy gõ cửa. Tôi chỉ muốn ra khỏi đó nên tôi đề nghị để anh ấy ký nhận đơn hàng thay cho bạn cùng phòng. Ban đầu, anh ấy hơi do dự vì không có tiền boa cho đơn hàng, nhưng tiền boa là điều cuối cùng tôi nghĩ đến lúc này. Sau vài lời nài nỉ, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý ký nhận. Khi giao đơn xong và cửa vừa đóng lại, tôi vội leo lên xe đạp, sẵn sàng rời khỏi đó ngay lập tức. Nhưng ngay khi vừa dậm chân trống lên, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng người đàn ông từ phía bụi cây lao ra. Quay sang trái, tôi thấy anh ta đang chạy về phía tôi. Người đó mặc một chiếc quần jean, áo hoodie đen với mũ trùm đầu, và dường như có thứ gì đó che mặt vì tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ta. Dù không hoàn toàn chắc chắn, tôi nghĩ anh ta đang cầm một con dao. Biết mình phải hành động nhanh chóng, tôi không dám quay đầu lại vì anh ta có thể bắt kịp. Tất cả những con phố xung quanh đây đều dẫn vào ngõ cụt, chỉ còn một đường thoát duy nhất, đó là lối đi xe đạp gần đó. Rồi đường không có đèn và xe đạp của tôi cũng không có đèn, tôi nhận ra đây là cơ hội duy nhất. Tôi đạp xe nhanh nhất có thể, dọc theo lối đi tối đen ấy, chăm chú lắng nghe và hy vọng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi con đường ấy và trở về cửa hàng an toàn. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch khi cố gắng hiểu điều gì vừa xảy ra. Tôi không nói gì với sếp hay đồng nghiệp và quyết định không báo cảnh sát vì tôi không thể nhận diện rõ người đàn ông đó. Hết giờ làm, tôi lấy xe đạp bỏ vào cốp xe, lái về nhà, cảm giác biết ơn vì không có ai theo sau. Kể từ đó, tôi không nhận bất kỳ ca đêm nào nữa và luôn mang theo côn nhị khúc khi làm việc. Newark không phải là một nơi nổi tiếng nguy hiểm, nhưng chuyện này khiến tôi nhận ra rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ ai, bất kể thời gian và địa điểm. Tôi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản vay sinh viên nên đã phải chạy Uber Eats để kiếm thêm thu nhập.
Thường thì tôi giao hàng vào đêm khuya vì lương cao hơn và ít bị kẹt xe, cho phép tôi nhận được nhiều đơn hàng hơn. Một đêm, tôi nhận đơn từ một cửa hàng đồ ăn nhanh ở Wilmington, North Carolina và phải giao hàng đến một ngôi nhà cách đó khoảng 20 phút. Lúc đó đã khuya, tôi rời khỏi khu dân cư đông đúc và đi vào khu vực vắng vẻ hơn với những khu rừng và trang trại xung quanh. Hầu hết các con đường ở đây không có bóng xe nào khác và tôi phải rẽ vào một con đường cụt, nơi chỉ dẫn cho tôi rằng đây là địa chỉ cần đến. Ngôi nhà nằm ở cuối con đường và toàn bộ khu vực hoàn toàn tối đen. Ngay cả ngôi nhà tôi cần giao đồ cũng không có chút ánh sáng nào. Tôi bật đèn pha ô tô để soi đường, cầm điện thoại để chiếu sáng đường lên hiên nhà. Khi bước đi, cỏ mọc um tùm cỏ vào chân tôi, cảm giác thật kỳ quặc. Tôi nhấn chuông cửa, nhưng không nghe thấy tiếng chuông. Tôi đoán đây là trường hợp giao hàng ưu tiên, nghĩa là khách hàng yêu cầu gặp trực tiếp để nhận đồ ăn. Tôi nhắn tin cho khách hàng rằng mình đã đến và yêu cầu xác nhận địa chỉ. Anh ta ngay lập tức trả lời rằng đúng vậy, tôi đang ở đúng địa chỉ. Tôi đợi, nhìn vào cửa sổ ngôi nhà, chờ đèn bên trong bật lên, nhưng không có gì xảy ra. Một lúc sau, tôi lại nhắn hỏi để xác nhận và anh ta trả lời, tôi thấy bạn đang ở đúng nhà. Tôi để ý rằng không có xe nào khác ở quanh đây, điều này thật kỳ lạ. Tôi yêu cầu anh ta xác nhận xem có thấy xe của tôi không và anh ta đáp rằng anh ta nhìn thấy đèn xe của tôi rất rõ. Lời khẳng định này không khiến tôi cảm thấy an tâm hơn chút nào. Tôi bắt đầu lùi ra xa cửa một chút, chỉ còn vài centimet cách cửa khi một giọng nói đột ngột vang lên từ bóng tối xung quanh, đây này. Tôi rọi đèn pin xung quanh, cố gắng tìm kiếm người vừa nói, nhưng không thấy ai. Tim đập thình thịch, tôi nói to, tôi sẽ để thức ăn ở hiên trước nhé, rồi nhanh chóng quay lại xe mà không dám chạy, sợ thu hút sự chú ý. Khi vừa đến xe, tôi nghe thấy âm thanh rò rỉ, âm thanh đặc trưng khi lốp xe bị chém rách. Nhìn kỹ, tôi thấy cả hai lốp bên trái đã xì hơi. Hoảng loạn, tôi lên xe và khóa cửa lại, kiểm tra trên bảng điều khiển thì thấy cảnh báo áp suất thấp cho cả bốn lốp. Bối rối và sợ hãi, tôi chỉ biết ngồi trong xe, không dám ra ngoài. Tôi phải quyết định xem có nên gọi cảnh sát và đợi trong xe, hay chạy trong bóng tối đến một ngôi nhà gần đó. Cuối cùng, tôi quyết định chọn phương án thứ hai. Tắt đèn pha và chuẩn bị ra khỏi xe, tôi bỗng nhận ra có ai đó đứng ngoài cửa sổ. Tôi giật mình hét lên và nhận ra có ít nhất 4 người đang đứng quanh xe, mỗi người ở một cửa sổ, đeo mặt nạ che kín mặt. Tôi bị bao vây. Một trong số họ hét bảo tôi ra khỏi xe. Lúc đó, tôi không biết liệu họ có súng hay không, nhưng tôi nhận ra rằng nếu có, tôi có thể bị bắn ngay khi cố lái xe đi với cả bốn lốp bị xì hơi. Tôi hét lên hỏi liệu họ có định cướp tôi không, và một trong số họ đáp rằng nếu tôi giao nộp mọi thứ trên người, họ sẽ để tôi đi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đồng ý và mở khóa cửa. Ngay khi tôi vừa mở khóa, kẻ bên ngoài kéo cửa ra và lôi tôi ra ngoài mạnh bạo. Lập tức, ít nhất 3 trong số họ lao vào đánh và đá tôi. Họ cướp sạch mọi thứ tôi có, đồng hồ, giày, ví, điện thoại và thậm chí cả một vài thứ trong ngăn đựng găng tay. Sau khi đánh tôi gục xuống đất, họ biến mất vào bóng tối, bỏ mặc tôi lại. Tôi ngất đi và điều tiếp theo tôi nhớ được là khoảng nửa giờ sau, khi tỉnh dậy, nằm một mình trên bãi cỏ cạnh xe, không còn chìa khóa. Tôi cố đứng dậy và hướng đến nguồn ánh sáng gần nhất ở xa xa, một ngôi nhà nhỏ ở đầu con đường. Gần đường chính, tôi bấm chuông nhiều lần cho đến khi một người phụ nữ trả lời qua cửa đóng kín. Tôi giải thích mình bị thương và bị cướp, cần một chiếc điện thoại. May mắn thay, bà ấy đồng ý giúp và để tôi dùng điện thoại để gọi cảnh sát, gọi dịch vụ kéo xe và cuối cùng là gọi cho bố tôi. Cảnh sát đến và điều tra sơ bộ, thu thập thông tin từ tôi. Xe của tôi được kéo đi và bố đưa tôi về nhà. Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy vị trí cuối cùng của điện thoại tôi ở gần hiện trường, nhưng nó không còn bật nữa, nghĩa là chúng có thể đã phá hủy nó. Vài ngày sau, tôi cung cấp thêm thông tin cho một thám tử, bao gồm cả tài khoản Uber Eats của tôi. Họ xác định người đặt hàng là một người tên Logan, nhưng anh ta tuyên bố đã mất điện thoại và ví. Rõ ràng, kẻ đã cướp tôi đã sử dụng thông tin đó để lập kế hoạch. Nhìn chung, tôi đã phải chịu thiệt hại lớn, xe bị hỏng, đồ bị mất, và cả nỗi đau tinh thần. Tôi đã học được bài học đắt giá là phải cảnh giác hơn. Sau vụ này, tôi đã ngừng giao hàng một thời gian và chuyển sang giao hàng ban ngày khi quay trở lại công việc.